Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Lời đầu tiên cho Viết Sơn Audio chỉ gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trở lại với clip buổi tối ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một số mặt hàng như dòng âm ly Jaguar của Hàn Quốc đã về trong cái hàng của tôi ngày hôm nay. Trong cái hàng của tôi ngày hôm nay về được một số lượng âm ly của Hàn Quốc, dòng âm ly PA203 ba la mã và dòng 203A và dòng 506L. Và tôi sẽ quay qua nội thất cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái độ đẹp của nó. Trước màn hình của quý vị và các bạn là ruột gan của những chiếc âm ly PA203 ba la mã. Và tôi sẽ quay qua một lượt cho quý vị và các bạn xem cái nội thất của nó. Trong cái lô này thì tất cả các dòng ba la mã đều mang model đời 2001. Nói chung là về nội thất của nó thì nó đẹp đồng đều như nhau. Nó đẹp đồng đều như nhau về mặt trước và tổng thể bên trong ruột gan. Và cũng như bề ngoài, vỏ của nó đẹp đồng đều như nhau. Tôi sẽ quay qua một lượt cho quý vị và các bạn xem. Và cũng giới thiệu qua cho quý vị và các bạn cách cảm nhận về những cái bo mạch hàng xịn của nó. Nó khác với hàng nhái như thế nào. Trong các clip trước tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn rất nhiều. Đối với những bo mạch hàng xịn của dòng hàng bãi Hàn Quốc, thì cái bo mạch chính là nó có chữ PA203 ba la mã. Đây là của PA, dòng âm ly ba la mã. Và đặc biệt là chiếc tụ của nó. Chiếc tụ của nó có hai loại đời tụ, một tụ màu xanh và tụ màu đen. Và quý vị hết sức lưu ý là nếu như cái tụ của nó mà nó mang chữ Đài U, nó có tên chữ Đài U thì có nghĩa đây là hàng của Trung Quốc. Hàng xịn thì nó không mang tên Đài U. Tôi sẽ quay cái tên của nó cho quý vị nhìn. Đây là cái tên của hàng xịn Sanha. Hoặc cái loại tụ điên thì nó có ghi ở đây là Korea. Còn nếu tụ hàng của nội địa Trung Quốc, tức là hàng nhái của Trung Quốc, thì nó có cái biểu tượng của cái chữ Đai U và cái hình cánh quạt. Và các cái linh kiện của hàng xịn thì nhìn nó khôn hơn. Quý vị có thể nhìn vào các cái con trở của nó. Các cái con trở trên bo mạch của nó nhìn rất giống nhau và nó rất khôn. Cho dù cái mên mạch của nó có thể là bên trên là màu vàng, bên dưới là màu nâu, nhưng các con trở của nó đều có màu giống nhau. Nhìn nó rất là khôn. Trong một chiếc âm ly 203 ba la mã thì duy nhất có 3 cái mên này nó không ghi chữ ba la mã. Mên thứ nhất, mên thứ hai và mên thứ ba. Nó chỉ ghi PA203 China. Còn các cái dòng bo như bo dưới cùng, nó đều ghi PA203 ba la mã. Và chiếc bo bên này cũng vậy. Quý vị có thể nhìn qua đây chúng ta biết nó là hàng nhái hay không. Và trong các cái dòng âm ly ba la mã thì các cái đời 2001 đổ lên thì đa số nó chạy sò Toshiba và sò KTC và sò KTA. Trên một con âm ly thì nó chạy 4 con sò đối xứng nhau. Bên này KTA, KTC. Thì bên này nó cũng có một chiếc KTA và KTC. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy KTA và KTC nó đối xứng nhau. Đây là nội thất chiếc thứ nhất và đây là chiếc thứ hai. Nói chung về đồ đẹp của nó đồng đều như nhau. Giá hiện tại bây giờ là 7,2 triệu bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Hàng Hàn Quốc cũng như hàng bên Trung Quốc và hàng Nhật, tất cả các dòng hàng bãi bây giờ nó đang lên giá và cước nó lên khá là cao, hàng rất là khó về. Trong cái lô 203 ba la mã của tôi ngày hôm nay thì không có con nào tụ màu đen, tất cả đều tụ màu xanh. Và xin nhắc lại với quý vị và các bạn, nếu tụ màu xanh mang chữ Đai U có hình cái cánh quạt, nó có 3 cái lá đấy, nó xếp thành hình cánh quạt thì đây là hàng Trung Quốc. Còn hàng của Hàn Quốc thì nó không mang biểu tượng Đai U ở trên cái tụ này.
vị hết sức lưu ý là như vậy. Còn trên các cái bộ hàng xịn thì nó có các cái chữ như là DS màu đỏ, hoặc là nó là DS màu DS chữ thường nên là DS chữ in. Nhưng có những men nó cái chữ DS nó nằm khuất ở trong các cái linh kiện này không nhìn thấy được, không cứ gì vào cái chữ DS nên là tìm rất là khó. Mà quý vị và các bạn là nhìn vào cái linh kiện của nó, cái bo bên trên và bo bên dưới xem linh kiện nó có giống nhau hay không. Con linh kiện nó nhìn nó rất là khôn, nó rất là bóng. Đấy, quý vị có thể nhìn các cái con trở của nó, màu men có thể khác nhau nhưng cái màu linh kiện của nó nhìn nó bóng rất là giống nhau, nhìn nó rất là khôn. Và cái hàng mà hàng từ Hàn Quốc về thì bên mạch của nó rất là sáng, và đặc biệt là các cái chân của nó không bị han xỉn. Quý vị nhìn các cái chân của nó rất là sáng. Hàng này thì chúng ta dùng rất là yên tâm, các cái chân của nó rất là sáng, nó không bị xỉn. Nếu mà cái như hàng bờ, tức là hàng sử dụng bên Trung Quốc, hoặc hàng sử dụng ở Việt Nam một thời gian nó khá dài thì các cái linh kiện của nó hầu như là nó bị điên chân. Con này chạy sò KTC và KTA. KTC và KTA thì nó cũng giống như sò Toshiba. Tụ của nó có ghi chữ Sanha. Con nào nó giống con nào. Có một loại tụ màu đen nó ghi chữ Korea. Phía sau hình thức rất là đẹp. Máy móc còn rất là khô ráo. Có giá 7.200.000 đồng bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Bên hàng tôi bán rất nhiều các dòng âm ly của Hàn Quốc, hàng bãi. Và đây là chiếc thứ ba. Hôm nay về một đời thì nó gần như là giống nhau. Các cái nội thất của nó cũng rất là giống nhau. Con này vẫn chạy sò KTC và KTA. Đời 2001. Đời 2001 thì nó có chạy cả sò Toshiba và sò KTC, KTA hoặc là sò SK, nó vẫn là như nhau. Linh kiện còn rất là sáng. Và đây là chiếc thứ tư. Nói chung là nó đẹp đồng đều. 2001 thì đến bây giờ nó cũng được xiết 20 năm rồi. Nhưng nhìn nó rất là sáng sủa vì bên Hàn Quốc họ dùng rất là sạch. Con này chạy sò SK. Quý vị có thể nhìn thấy chữ SK. Chữ SK. Tụ của nó thì vẫn là tụ màu xanh. Sanha, nó có chữ Sanha. Linh kiện đẹp rất là đồng đều. Và chiếc tiếp theo, chiếc này là chạy sò Toshiba. Ông này chạy sò Toshiba. Tất cả các sò còn kêu niêm phong. Dòng âm ly Hàn Quốc thì kêu niêm phong của nó ở sò là màu xanh. Tất cả đều có kêu niêm phong màu xanh hết. Màu xanh. Niêm phong ốc. À, có con này tụ màu đen. Xem tụ màu đen của nó. Tụ màu đen tôi nhớ không nhầm là nó có ghi chữ Korea. Đúng không? Tụ màu đen. Nó có ghi chữ Korea.
Đây quý vị có thể nhìn thấy chữ Korea. Nó có hai loại tụ, một loại tụ màu xanh Hansa, nó ghi chữ Hansa, và một loại tụ nó ghi chữ Korea. Còn nếu như của Trung Quốc là nó ghi chữ Daewoo. Đấy là Trung Quốc, Trung Quốc nội địa của Trung Quốc ấy, thì nó ghi chữ Daewoo. Tụ nó vẫn màu xanh như thế này, nhưng nó ghi chữ Daewoo và nó có cái hình như ba cái lá nó xếp lên hình cánh quạt. Nó ghi chữ Daewoo, đấy là hàng của Trung Quốc. Và cũng xin lưu ý quý vị và các bạn là khi chúng ta dùng cái âm ly này để tránh cái tình trạng mà nó sôi loa thì chúng ta phải biết chỉnh, vì là nó có bo master. Tại sao cái âm ly của Nhật nó không sôi? Vì âm ly của Nhật nó không có bo master mà nó không có bo của mic. Nên quý vị và các bạn chỉnh cái bên này, chúng ta không nên chỉnh to quá. Chúng ta chỉnh về cái tầm mà tầm này 11 giờ thôi. Còn chúng ta thích tăng nhạc to thì chúng ta tăng bên này. Bên này chỉnh to thì nó không liên quan gì đến sôi loa. Mà nó sôi loa là nó liên quan về cái bo master bên này. Và khi chúng ta tăng chép lên quá nhiều nó bị sôi loa. Và tăng hai cái volume của mic này nó bị sôi loa. Nhưng mà cái chép này chúng ta tăng lên quá nhiều thì khi hát nó sẽ bị rít mic. Nếu mà chúng ta dùng âm ly 203, các dòng âm ly hát karaoke, khi chúng ta mà nghe nhạc thì chúng ta nên vặn tịt hai cái volume của mic 1, mic 2 xuống, hoặc là cái volume tổng của mic xuống. Tức là khi chúng ta nghe nhạc thì chúng ta vặn tịt các cái volume của mic xuống thì nó sẽ không bị sôi. Thì khi đấy chiếc âm ly này nó trở thành như một chiếc âm ly nghe nhạc của Nhật này. Nó chứng minh cái bo bên này nó hoạt động thì nó sẽ rất im. Và tất nhiên là âm ly karaoke mà khi chúng ta vặn tịt cái này thì nó vẫn không lên tiếng, nên bắt buộc chúng ta phải mở cái này ra, nhưng mở nó vừa phải thôi, mở đến tầm hướng 11 giờ thôi thì nó sẽ không sôi. Chúng ta vặn cái này càng to thì nó càng sôi. Chúng ta thích vặn to nhạc thì chúng ta vặn bên này. Và một cái vấn đề xử lý sôi nữa thì trong các cái dòng âm ly, tất cả âm ly người ta đều thiết kế là có cọc tiếp mát. Thì quý vị có thể đóng một cái cọc sắt, khoan trong nền nhà đóng một cái cọc sắt, hoặc là đóng một cái cọc sắt ra ngoài vườn, rồi xong chúng ta nối một cái dây điện và chúng ta làm một cái kẹp, hoặc là chúng ta bắt vào một cái con ốc của bất kỳ trong bộ dàn, bắt vào âm ly hoặc bắt vào con van hoặc bắt vào cái tivi thì nó sẽ tránh được cái tình trạng sôi. Và đây là chiếc âm ly 203A. Dòng 203A thì nó sản xuất khá là lâu. Sản xuất cái này là sản xuất năm 1993. 203A chạy 4 xòa sắt của Japan. Dòng này thì nó chạy xòa sắt, nó tản nhiệt khá là nhanh nên nó đánh rất là khỏe. Xòa Japan. Đây là hàng nguyên bản của nó, nguồn zin của nó. 203 nó sản xuất khá là lâu nên mên mạch của nó cũng có màu thời gian. Cái này màu nâu, thời gian nó lâu nên nó thành màu nâu bạc. Máy móc thì còn rất là khô ráo. Con này có giá 4.500.000 đồng. Riêng cái dòng 203A này thì trên thị trường chưa có một con nào hàng nhái của 203A. Nên quý vị mua hàng 203A thì chúng ta chỉ cần xem nó có đẹp hay không thôi, hoặc là có nguyên bản hay không thôi. Chứ dòng 203A thì là nó không có hàng nhái. Nên quý vị hết sức là yên tâm. Âm ly 203A, Yagu 203A bãi của Hàn Quốc là nó không có hàng nhái. Không biết cái này nó vì cái lý do gì mà lại không có hàng nhái. Cái thanh tán nhiệt của nó nằm phía sau, rất là to. Và nó chạy hai cầu điện 110 và 220, đây đang gạt về nấc 220. Khi cái chữ nào lộ ra thì là nó chạy ở cầu điện đấy. Đây nó hiện chữ 220 lên, có nghĩa là đang chạy điện 220. Khi chúng ta gạt nó hiện chữ 110 lên là nó chạy điện 110. Cái dòng này đặc biệt không có hàng nhái.
Con này chơi đánh một đôi bát 25 rất là căng. Dòng 203 không có hàng nhái nhưng quý vị chơi rất là yên tâm. Tiền nó rất là hợp lý. Nó không được đẹp như dòng 3 la mã và nó sản xuất trước 3 la mã gần 10 năm. Còn đây là dòng âm ly đình đám PA506N. Đây là dòng nguyên bản của nó vang rời. Còn đa số vang liền trên thị trường là toàn vang Độ, Trung Quốc vào. Con này Modi 2001. Hàng đẹp long lanh, bên cửa hàng của tôi đang bán có giá 15 triệu đồng. Đây là chiếc vang nguyên bản của nó, nhìn rất là nhiều linh kiện. Cái chiếc bo màu xanh như là chiếc vang rời của nó. Chiếc bo rời thì cái dòng vang rời của nó thì rất là nhạy. Khi chúng ta chỉnh delay, jetpack là chỉnh nhích nhẹ một cái là nó đã thay đổi rất là nhiều. Nó nhạy hơn cái dòng vang liền rất nhiều. Dòng này của nó tụ màu đen. Nó tùy từng đời, có đời tụ màu đen, có đời tụ màu xanh. Nhưng mà nếu tụ màu dòng 506 này, nếu mà tụ ở đây là tụ Daewoo là hàng của Trung Quốc. Tụ màu xanh mà có chữ Daewoo là hàng của Trung Quốc. Cái này tụ nó nằm ở phía dưới rất là khó quay. Thông số nó nằm ở phía dưới, không lồng máy xuống được. Hàng bán bao riêng cho quý vị và các bạn và bao hàng chính hãng trọn đời. Tất cả các bo mạch đều là hàng chính hãng. Chiếc 506 này rất nhiều người mua phải hàng nhái và rất nhiều người mua phải bo ECHO của Trung Quốc. Cái bo ECHO của nó đa số là trên thị trường mua bo liền. Bo liền đều là bo Trung Quốc. Đây là nguyên bản bo rời của nó. Bo rời của nó là chiếc bo màu xanh. Hát rất là mượt mà. Nhưng mà do cái thị hiếu của mình là cứ thích bo liền, người ta vứt cái bo xịn này đi, người ta thay cái bo liền của Trung Quốc vào, người ta bán giá cao hơn. Nhưng mình lại phải dùng chiếc bo của Trung Quốc. Bên cái hàng của tôi bán 15 triệu một chiếc nguyên bản như thế này. Máy móc nhìn rất đẹp. Và khi quý vị dùng âm ly hoặc là các cái dòng đẩy công suất thì quý vị hết sức lưu ý là chúng ta chịu khó làm cái cọc tiếp mát, làm những cái cọc chống sét. Chúng ta đóng một cái thanh sắt tầm 1 mét xuống đất, xong chúng ta nối cái dây điện vào nhà, xong chúng ta có thể làm cái kẹp như thế này. Chúng ta kẹp bất cứ vào một cái chỗ nào ở trong cái bộ dàn của chúng ta là được, hoặc là chúng ta bắt trực tiếp vào một con ốc của cái âm ly hoặc là trong tivi, vì khi chúng ta kết nối là nó đều thông nhau. Chỉ cần trong bộ dàn của chúng ta mà có một thiết bị thiếu mát, chẳng hạn như là chúng ta dùng vang, đẩy, lọc xì, trong đấy có một con lọc xì hoặc một con vang nó thiếu mát là nó cũng sinh ra sôi, chứ không cứ như là nó thiếu cả ba con, chỉ cần một con thiếu mát là nó sẽ sôi cả bộ dàn. Nên chính như vậy nên là người nước ngoài người ta sản xuất, người ta tính toán hết rồi, tất cả là đều có cọc tiếp mát. Đây, cọc tiếp mát này, trăm con như một, cọc tiếp mát này, nó có cái ký hiệu ba cái gạch ấy. Nhưng mà về Việt Nam mình thì không cần biết tiếp mát là gì, không cần dùng. Nên là nhiều lúc nó sôi rồi đổi tại rắc tín hiệu, rồi đổi tại nguồn tín hiệu ra, nó thiếu mát. Nhiều lúc nó sôi rất mạnh nhưng chỉ cần tiếp mát vào một cái là nó im re, nó không sôi nữa. Nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý là chúng ta chịu khó làm cái tiếp mát. Còn ở bên cửa hàng của tôi thì tôi làm tiếp mát, nhưng mà khi tôi đấu thử dàn thì tôi lại không đấu tiếp mát, vì đấu tiếp mát thì nó im re thì khó phát hiện được âm ly nó bị lỗi. Nên tiếp hàng cho quý vị và các bạn thì tôi lại bỏ cái tiếp mát ra để xem là cái âm ly nào nó bị thiếu mát hoặc là bị phát hiện được sôi. Chứ nếu tiếp mát vào là nó im re, nó không phát hiện tiếng sôi ở loa.
hôm nay tôi làm clip giới thiệu qua một số cái dòng âm ly đã về bên cửa hàng của tôi. Để cho quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là liên hệ qua Zalo trên tấm biển là 0978527827. Cửa hàng của tôi ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn và cam kết là bán các mặt hàng này đều là các mặt hàng chính hãng, hàng bãi nhưng mà nhìn rất là đẹp. Và xin nhắc lại là chiếc âm ly PA506 nguyên bản của nó dòng vang rời có giá 15 triệu đồng. Và chiếc 203A có giá 4,5 triệu. Và tất cả các dòng âm ly 35 mã này có giá 7,2 triệu, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Vít Sơn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.